giới thiệu về dây chuyền ghép Finger Choi, dây chuyền ghép phiên bản EAT Turbo do Kunimed Đài Loan sản xuất và được bán ở thị trường Việt Nam thông qua công ty Đại Phúc Quỳnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một giao diện bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Máy finger trái, máy finger phải, máy finger bên phải thì sẽ có môi keo. Phần môi keo của máy. Sau khi máy finger này chạy hết hành trình thì sẽ chuyển qua bàn phụ. Ở đây thì chúng ta sẽ đẩy gỗ vào bằng tay và có thể option thêm bộ đẩy tự động. Đây là máy ghép dọc dài 6m. Đây là phần để cắt tán, có thể cắt cây, có thể chia đôi ra thành hai cây, một cây dài 3m. Sau khi ghép xong thì máy sẽ được đẩy sang bàn phụ bên này. Nếu quý khách hàng có nhu cầu đầu tư dây chuyền ghép thì có thể liên hệ với công ty Đại Phúc Quỳnh để báo giá.